And ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi ở trên trời nha các bạn. Đó là trượt cầu trượt cao 1000m các bạn ơi. Các bạn thấy cầu trượt cao siêu cao luôn các bạn thấy chưa? Rồi và bây giờ thì mình và team 500 anh em sẽ cùng tham gia với nhau. Đó là vừa trượt tuyết mà vừa đua với nhau nữa. Bây giờ mình sẽ thử đua một vòng đầu tiên xem như thế nào nha. Bắt đầu đua thôi. Yeah. Ui, đua nó chạy nhanh siêu nhanh luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đang đua các bạn. Cái này là cầu trượt tuyết nha các bạn. Quá là đã luôn các bạn ơi. Let's go. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở vị trí không thấy, chắc là hạng chót rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng gọi là tập luyện để mình trượt nhanh hơn người ta. Rồi và các bạn có thể thấy là chúng ta đã vượt qua được cái cầu trượt cái gọi là cái cầu trượt cao đó rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên trời này các bạn thấy chưa? Đó, mình sẽ cố gắng để vượt qua thêm những gọi là người khác. Nhưng mà bây giờ thì mình đang chạy khá là cùi các bạn. Ê, mình cùi vậy chứ đằng sau lưng của mình còn có người cùi hơn nữa kìa. Dí không kịp mình các bạn ơi. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng. Ôi cái đường này nó dài lắm các bạn ơi. Nó vừa cao 1000m mà nó vừa dài 1000m luôn. Các bạn thấy ghê không? Úi, khoan, ở đây người ta có cho mình gọi là quay miễn phí nè các bạn. Xem coi, ra con gì đây? Ồ, ra cái gì đây? Được 500 cái gọi là cúp các bạn ơi. 500 cái cúp thì chúng ta ở cái này điểm danh các bạn. À, điểm danh nhận cái này. Ồ, không được các bạn ơi. Rồi bây giờ thì 500 cái cúp người ta chỉ cho mình qua đây để mình nhận cái gì nè các bạn. Ồ. À. Cái này á là nó sẽ gọi là tính là 5 cúp đúng không? Nhưng mà hiện tại bây giờ mình có 500 cái cúp thì tại sao mình không mua cái nào xịn hơn? Cái này nó mới đã nè các bạn. Bây giờ mình quay nha. Wow, xịn. Yeah! Con Abit luôn các bạn. Con Abit tỷ lệ là 8.9 nè. Chỉ thua con Legend Dairy một tí thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ quay tiếp một lần nữa. Come on, Legend. Ôi giời ơi, vừa ra con VIP thì lại ra con cùi. 5, 4, 3, 2, 1. Điểm ngừng thời gian và let's go. Các bạn thấy gì chưa? Bây giờ mình đang dẫn đầu cuộc đua này. Ui, thanh niên kia vượt qua mình rồi. Không sao. Mình có thể chạy nhanh hơn. Mình đã vượt qua được cái cầu trượt 1000m rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đang chạy nhanh. Ui, bây giờ mình trở thành siêu nhân luôn rồi các bạn ơi. Chỉ khi mà mình quay. Ui, thanh niên kia sắp vượt mình. Đừng. Ui, nó vượt qua mình rồi các bạn ơi. Nó tăng tốc nhanh quá. Không sao các bạn, mình sẽ cố gắng để mình vượt qua nó. 1 triệu mét rồi các bạn, mình đã chạy qua được 1 triệu mét rồi. Trời ơi, mình đã tới vũ trụ luôn rồi. Mình đang đứng hạng 3 nha. Đừng có coi thường Leatherman. Chỉ với một vòng đua mà mình đã đứng hạng 3 rồi là các bạn biết mình đỉnh như thế nào rồi đấy. Rồi mình xuống rồi, mình xuống hạng 4 rồi. Thanh niên kia vượt qua mình rồi các bạn. Wow, hiện tại bây giờ trên cái thanh này thì mình đang đứng ở cái mức gọi là 1.6 triệu các bạn ơi. Sao, ui hết giờ rồi. Oh no, rồi. Tranh thủ các bạn ơi. Ui, nó cho mình quay nữa à. Ủa, mình quay được nữa nè các bạn. Mình được quay miễn phí một lần nữa. Quá đã luôn, làm ơn xịn. 500 nữa các bạn ơi. Mình quay được một lần nữa không? Được nữa không? Quay nào. Không được các bạn ơi. Trời ơi, 4 phút nữa mình được quay miễn phí một lần nữa. Yeah, bây giờ mình đang có 900 mấy. Thôi, mình sẽ để 1000 để mình mua cái gọi là con bet xịn luôn các bạn. Mình vừa mới gạ kèo team 500 anh em đua với mình rồi. Bây giờ mình phải tranh thủ mình quay bet các bạn ơi. Trời ơi, con này mà ra Legendary một phát một là tuyệt vời. Come on, nhanh. Trời ơi, 1000 cái cúp của mình mà ra con ghẻ nhất luôn các bạn. Chán thiệt sự luôn. Tập hợp. Đua nè. Có ai không? Có ai đua với mình không? Rồi, bây giờ nè. 1, 2, chuẩn bị mấy đứa ơi. Chuẩn bị. Đây, mình sẽ đua với mấy bạn này. 1, 2, 3, let's go. Đi nào. Đây, bây giờ mình xuất phát nào. Mình đang đua với mấy bạn này. Các bạn thấy mấy bạn này không? Đây, trước mặt mình là một thanh niên trong team của mình luôn, đang chạy rất là nhanh. Đằng sau lưng của mình thì có hai bạn đang đuổi theo. Mình sẽ cố gắng vượt qua thanh niên này. Ủa, thanh niên nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Không ổn rồi. Mình đang gọi là thua thanh niên đó một tí. Mình phải cố gắng để mình gọi là up bet lên nữa. Bet mình lần này nó cùi quá. Đâu, để mình coi con bet này coi. Ui, tính ra con bet 1000 tuy là nó cùi nhưng mà nó còn cao hơn con bet Abit của mình rồi các bạn. 2001 mà con bet cùi của bên 1000 nó 3500 lận. Wow, tính ra đúng là anh cũng tài không phế đó các bạn ơi. Yeah, đang lượm tiền rất là nhiều nhưng mà mình không đủ tiền để mình quay thêm bet rồi. Come on man. Mình sẽ thử rebirth một lần xem như thế nào. Nó sẽ cộng cho mình đó là 20% win, 20% cái gì đó mình không biết. Rồi cộng 3 win. Rồi 10. Rồi vô, let's go. Hình như mình rebirth là mình sẽ trở lại từ đầu đúng không? Hay là nó sẽ cho mình gọi là cái gì các bạn? À, nó cho mình xịn hơn các bạn ơi. Rồi bây giờ quay thôi các bạn ơi. Quay xem như thế nào. Người ta đua rồi, bây giờ mình quay tiếp. 2000, 25000 luôn được. 5 phút x2 thời gian các bạn ơi. Là cái gì? x2 speed. Yeah, mình có x2 speed rồi, mình đua luôn các bạn, mình chạy nhanh lắm. Đừng lo, x2 speed nè. Đâu, để xem có x2 speed của nó là như thế nào đây. Nó có chạy nhanh hơn người ta hay không? Hay là nó chỉ gọi là chém gió thôi? Come on. Để mình xem coi, mình đang xuất phát rất là nhanh. Ấy, mình đã vượt qua được một người rồi các bạn.
X2 Speed nha. Lần này là chúng ta không phải đơn giản đâu, không đơn giản như hồi nãy các bạn. Ý, hình như mình chạy nhanh hơn hồi nãy đúng không? Quá nhanh luôn các bạn. Ui, đây, nó ghi là X2 Speed trong vòng 4 phút nè. Bây giờ mình, ui mình đứng hạng 3 luôn rồi. Mình xuất phát sau người ta mà mình gọi là đứng trước, đứng qua, vượt qua người ta luôn các bạn ơi. Ây trời ơi. Oh man. Ghê. Anh lên cướp tớp rồi, không phải là cướp mà anh bro quá, anh vượt qua các em thôi. Nên là các em đừng có nói vậy. Rồi, thấy chưa? 1 triệu rồi các bạn ơi, nhưng mà thanh niên đầu bảng này chạy quá nhanh mình đua không lại. Cho nên là thôi chấp nhận thôi các bạn. Mình cỡ này thôi được rồi, mình chủ yếu mình lấy điểm thôi. Các bạn thấy nhanh không? X2 một phát một là mình chạy nãy giờ mình tới đây luôn rồi các bạn. Mình còn không biết tại sao mình chạy nhanh đến như vậy luôn á. Come on, mình đang top 2 rồi. Anh top 2 rồi nhé. Đã tới lúc rebirth rồi các bạn. Vô, 2 lần rebirth rồi nó sẽ khác bọt với mấy thanh niên này. Bây giờ mình xoay coi. Không xoay được rồi. Nhanh. Đu với mọi người chắp chạy trước luôn, chắp mấy đứa chạy trước luôn, chắp luôn á. Đây nhìn đây, nhìn nè, nhìn cái sự khác biệt nè. Khác biệt là mình chắp nó chạy trước thì nó chạy trước luôn các bạn ơi. Không mình không vượt qua được. Coi vượt qua được không nha. Đằng trước mặt mình nè, một thanh niên vượt qua nè. Mình nói rồi, mình vượt qua được dễ lắm. Nhìn đây, mình rebirth nó khác biệt lắm. Hay nè. Đấy, thấy chưa? Chắp nó chạy trước mà mình còn vượt qua được nè. Nè, ba đứa nè, thấy gì chưa? Nè, trước mặt mình nè. À, lạng lách nè, 4 đứa nè, thấy gì chưa? Nó khác nhau lắm các bạn ơi. Ở trên đây mấy thanh niên này đang đua khá là gắt các bạn. 3 thanh niên ở trên đầu bảng nè đang đua khá là gắt. Đấy, chắp nó chạy trước mà bây giờ mình tuột lại luôn rồi mới đau chứ. Rồi bây giờ mình quay bét tiếp nè các bạn. Làm ơn ra con xịn tí giùm tôi. Làm ơn. Lừa nhau rồi, game lừa nhau rồi. Bây giờ mình không quay được nữa. Và bây giờ hồi nãy mình thấy chỗ nào bán cánh ta? Hồi nãy chỗ nào nó bán cánh các bạn? Đâu để mình xem coi. Wow, con bé ở đây nhìn ngầu các bạn, để mình xem coi. 2 con bé này cực kỳ hiếm nè. Con bé này còn hiếm hơn nữa. Hồi nãy mình thấy chỗ nào nó bán cánh các bạn? Đây là những con bé mà gọi là cực kỳ hiếm luôn các bạn thấy không? Đây, hình dạng của tụi nó nè. Rồi thôi. Bây giờ thì ủa cái gì đây? Cái gì sáng đây? Ôi. Chưa thấy gì hết nhưng mà mình sẽ vượt qua mấy thanh niên này dễ thôi. Trời ơi, nó vượt qua nè. Vô tiếp tục. Ai hơn ai đây? À, vô. Qua nè, hơn anh không? Hơn sao nổi. Mình nghĩ là mình đã tới giới hạn của mình rồi các bạn, tại vì bây giờ nó không cho mình quay vòng quay may mắn nữa, nên là mình không có thêm tiền để không có thêm cái cúp để mình gọi là nâng cấp bet. Nhưng mà mình nghĩ vậy cũng được rồi. Tầm nói chung là hơn mấy đứa kia là vui rồi các bạn. Hiện tại bây giờ mình đứng tầm khoảng hạng 6 bạn ơi. Hạng 6 nha. Nhưng mà mình thấy vậy là cũng được rồi. Đâu phải đơn giản mà gọi là được đâu các bạn. Rồi. Nhưng là bây giờ mình sẽ cố gắng mình cho nó chạy nhanh hơn một tí. Mình quay bét một lần nữa. Nếu mà nó ra con Legendary thì tiếp. Còn không ra con Legendary thì nghỉ. Quay cái gì mà 5 con giống nhau mà con cùi nó mới đau chứ. Rồi. Được rồi. Bây giờ mình sẽ trở về không chạy nữa. Đấy, tranh thủ lượm mấy cái này, mình không biết lượm mấy cái này để làm cái gì nữa các bạn. Ủa, bắt cua à? Có một thanh niên đang rủ mình bắt con cua các bạn ơi, gã kèo mình. Bây giờ là vô nè, 1, 2, 3, let's go, đi nào. Ủa, cái này bay à? Ôi, what, nó bay. Come on, rồi chắc chắn là mấy thanh niên này không qua được rồi. Cái này không dễ đâu em ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời. Ui, cái này khó lắm các bạn. Cái này là rớt một phát một luôn các bạn. Có cách rồi. Đấy, trời ơi, tí nữa là qua được rồi. Come on. Thanh niên không dám đi luôn rồi. Thanh niên sợ rồi. Wow. Ủa, vậy giờ sao qua bên kia trời. Thôi bắt con cua. Ui, nó qua được kìa. Đâu, để mình xem coi nó qua bằng cách nào các bạn ơi. Từ để xem coi nó đi bằng nào. Đi trước. Đâu, để xem coi. Ui, nó bay thẳng xuống dưới lòng đất luôn các bạn ơi. Thanh niên ảo thiệt chứ. Đi xuống dưới lòng đất luôn. Ấy, qua được rồi. À. Nhưng mà cái này hơi khó nha các bạn. Chúng ta sẽ chạy vô giữa nè. Đấy. Ôi à. Mình sẽ cố gắng được nhảy được 2 bước. Không biết là các bạn nào nhảy được 2 bước chưa chứ mình cố gắng nè. Mình cố gắng nè, đấy. Nhảy 2 bước nè. Thấy chưa, khó lắm bạn. Này mà gọi là dừng lại được thì nói làm gì? 2 bước thôi. Rồi qua. Đấy, qua. Không đủ sức lực để qua. Thôi bỏ đi. Bỏ đi làm người các em ơi, không qua được đâu. À. Ủa nó tới màu đỏ luôn. Nó tới màu xanh luôn hả? Sao nó qua được hay vậy? Ây da, sao tụi nó qua được hay vậy ta? Come on. Quay. Thôi không chơi nữa, nghỉ đi. Quay trở lại. Come back.
Lừa nhau quá, ai mà chơi được. Một lần nữa nha, không ra con Legendary hay Abyss nữa tôi nghĩ á, tôi nói trước rồi đó. Vô. Nghỉ, không chơi nữa, ra con ghẻ không các bạn nhìn đi. Bốn con ghẻ, chưa tính là mình ghép một con nữa, là biết coi bạn biết con 5